6 nguyên tắc thuyết phục trong bán hàng. Đó là: thứ nhất là bạn phải cho cả hai đều thấy rõ quyền lợi, có qua thì có lại, và bạn phải là người cho đi trước. Ví dụ như là bạn gửi quà cho người ta, hoặc là bạn cho người ta thấy được cái lợi nhuận cũng như là cái quyền lợi giữa đôi bên. Rồi, cái thứ hai đó là bạn tạo ra cái sự khan hiếm về sản phẩm. Ví dụ như bạn bán bất động sản đúng không, thì là cái sản phẩm này trong nguyên một khu rất là tốt, và chỉ có một căn này hoặc là thêm một căn khác nữa đang kêu bán thôi, còn không là không còn căn thứ hai, thứ ba, đúng không nè. Rồi, hoặc là sản phẩm đó ít, số lượng ít và hết thời gian ưu đãi cho cái sản phẩm đó, để thúc giục người mua, người ta nhanh chóng người ta chốt cái đơn hàng đó với bạn. Thứ ba đó là quyền lực, là tạo nên sự tin tưởng. Ví dụ như là các chuyên gia hoặc là những người có chức có quyền, họ đã sử dụng sản phẩm này rồi. Hoặc là nếu về bất động sản thì là trong cái khu đó có những người có quyền lực, người ta đã ở đó, người ta đã sử dụng hoặc là người ta đã mua những cái nền, những cái bất động sản ở cái khu đó. Rồi, bạn sử dụng các cái yếu tố như là bằng cấp, chứng nhận hoặc là kinh nghiệm của chính bản thân mình trong cái lĩnh vực đó để tăng thêm cái uy tín và cái quyền lực của mình hoặc là của cái sản phẩm đó đối với khách hàng. Và thứ tư đó là sự nhất quán. Sự nhất quán ở đây nghĩa là gì? Là đầu tiên bạn nói giá cái sản phẩm đó bao nhiêu, thì lúc sau bạn cũng phải nói giá cái sản phẩm đó bấy nhiêu. Không có về giấy tờ, về pháp lý hoặc là về cái tính năng của cái sản phẩm, cái lợi ích của sản phẩm, bạn không thể nào mà bây giờ bạn nói như thế này, ngày mai bạn nói như thế khác là không được. Phải có cái sự nhất quán, tuyên bố là phải thực hiện. Và thứ năm đó là sự yêu thích. Ví dụ như là bạn xem, tìm hiểu xem khách hàng đó có cái điểm gì giống nhau. Ví dụ như là quê quán nè, cái sở thích nè, cái đam mê, và khen ngợi khách hàng. Hình thức khi mà mình bán hàng thì mình cũng không được quá xòe xòa. Bạn phải tìm hiểu kỹ về khách hàng, càng hiểu về khách hàng, càng hiểu về nhu cầu của khách hàng thì bạn sẽ có cái sự cung cấp sản phẩm cho khách hàng phù hợp nhất và rất dễ chốt được đơn hàng. Và điều thứ sáu đó là sự chấp thuận của xã hội. Theo dõi những cái hành vi của những người xung quanh, những cái sản phẩm được ưa chuộng rộng rãi, nhiều khách đang hợp tác. Ví dụ như bạn bán một cái bất động sản mà cái sản phẩm đó nó không rõ ràng về pháp lý hoặc là đang tranh chấp thì bạn không nên giới thiệu cho khách hàng. Và bạn phải chọn những cái sản phẩm nào được mọi người tin dùng rộng rãi, hoặc là về bất động sản thì bạn chọn những cái sản phẩm nào mà tính pháp lý rõ ràng và có tiềm năng cao để giới thiệu cho khách hàng của mình. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp các bạn có thể bán hàng dễ dàng hơn, cũng như là mang lại những giá trị tốt đẹp cho khách hàng của mình. Hãy đăng ký kênh của tôi để xem tiếp video sau hay hơn nữa nhé.